Ok, được mọi người nhá. Bây giờ Hùng mình được ăn mọi người. Đây là một tô thực cẩm bún biển lộn xộn luôn. Hương vị Huế. Mọi người. Ăn quay phim nó cháy nước miếng rồi. Để nồi nào á. Đừng gần như cứ hứ hứ rồi mày. Ngon, vẫn ngồi chảy hết nước miếng. Hello, xin chào cả nhà nha. Sáng nay Hùng chuẩn bị thực hiện một món ăn, thì chắc mọi người có thể nhìn thấy được, quen thuộc á. Đây, sáng nay Hùng sẽ nấu bún bò Huế và theo phiên bản đặc biệt, tại vì bún mà lại không có bún phải đổi bằng miến mọi người. Còn bò không có phải đổi bằng thịt lợn. Như Hùng đang ở bên Nhật nên là gia vị nó cũng thiếu thốn, không có được đầy đủ ấy. Mà giờ chưa chỉ có cái gói nêm gia vị này. Thôi thì Hùng sẽ sử dụng để cho vào cái nước dùng coi thử nó như thế nào. Nguyên liệu của Hùng hôm nay đơn giản lắm. Thì có xương nón. Đây, xương nón mà cũng là sự thì gần đây rất là hiếm, lâu lâu mới có mọi người, không phải khi nào cũng có đâu. Một cái này có ba làng mà gần 50.000 mọi người nhé, không mua được hai vị. Rồi miễn hiện nay là của vợ chồng anh chồng hôm bữa mới về quê cho, thì tí nữa sẽ thái bún sẽ ăn xem nó xảy ra như thế nào. Rồi cà rốt thì Hùng mua 120.000 bốn quả, rồi chỉ gọt vào bỏ cho nó ngọt nước. Đây là xả nhé mọi người, xả khô của ba của Hùng ở Việt Nam gửi sang, rất là tình cảm nằm hết ở đây, bao nhiêu tình cảm đặt hết vào trong cái chỗ xả. Còn cảm ơn ba nha, chắc ba Hùng đang xem được video này rồi. Nói chung là bò không có cái gì, chỉ có mỗi được cái gói gia vị này. Gói gia vị này hôm bữa trước không mua ở dưới quán gia vị ở dưới Tokyo á, thì không biết là hôm nay Hùng sẽ thử chế biến món này nó sẽ như thế nào nhá. Mọi người cùng đón xem để Hùng làm thử nhá. Ok, bây giờ Hùng sẽ bắt tay vào làm này. Hùng sẽ nấu cái nước dùng trước. Hùng có cái hành tím này, Hùng cắt vào để hồi tí đảo cho nó thơm. Cho hành vào. Đảo nhiệt tim. Cho thịt vào. Hơi khói tí. Cho xả vào mọi người. Hùng sẽ nấu theo kết của Hùng.
Rồi đào một lúc thì thịt với lại thêm hành rồi xả nó thơm rồi. Rồi ta sẽ cho nước vào. Cho nước vào và nín thôi. Cho nó thịt nó mềm. Cho cà rốt vào để nó thơm. Chức năng mà để nó hút được cái mùi này cho mọi người ngửi. Giờ ở đây thực sự mà nói là cái mùi rất là thơm luôn. Mùi thơm của xả, của hành thực sự là cực kỳ thơm luôn. Wow. Dù là sẽ là rất là ngon đấy. Thì cái nồi nó chung của Hùng cùng mềm lắm rồi mọi người ạ. Theo bây giờ không chỉ có cái gọi gia vị nhuộm màu của người ta. Bởi vì là một cái nồi này nó có to lên tầm khoảng như thế này. Ra bún bò đúng không ạ? Ra hương vị bún bò ấy đây. Ok ok. Bây giờ không có bún nữa, hương vị hay bún nhiệm đúng không ạ? Nó mình ăn này. Thôi thì nó tạm tạm xinh xíu mấy đó. Có chút hương vị của bún bò ấy đấy. Ok, vứt nó ra thôi. Trước mắt là 5 cục đi. Phân chia cho nó khỏi. Múc một cái.
ăn hết. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ok. Một tô, một tô. Ok mọi người ơi. Rồi, xong rồi. Tuyệt vời, anh cũng mặt trời luôn. Thằng đét luôn nhá. Nét căng luôn. Mày Hùng đẩy các phán của Hùng. Trời đất, có ai phán bấm đâu. Tình chạy ăn gian. Còn do nhu. Còn sao sao mọi người cho tí đố discount không? Bình luận ngay và luôn cảm giác như thế nào để biết nào chứ. Thì giờ mà làm thì đói như này thì ăn cái gì chả ngon. Trước nào nhân sẽ thất là nói cho thất. Ừ, rồi không ngon lắm tin. Cũng ngon nè. Món này món biển trong biển á. Bún hơi nát. Được vị ương vị được. Ờ tắt đi em. Được mà hơi nát thì. Món này món gì đấy? Món này biển trong biển à? Ăn biển trong thịt bò. À? Sườn. Nói chung là bún bò Huế, hương vị bún bò Huế thôi chứ con là biển dòng, à, biển dòng sườn heo hương vị bún bò Huế. Được. Rồi mọi người nhá, bây giờ Hùng đi ăn mọi người. Đây là một tô thực phẩm bún biển lên thôn đấy. Hương vị Huế. Mọi người. Cái kia nó cháy nước miếng. Cũng để người nào á. Bình còn cái cứ hứ hứ rồi mày. Ngon vẫn ngồi chảy nước miếng. Đây giờ chưa để bằng tỏi. Nên lên. Anh đi. Anh về cho cảm nhận nào. Chuyện bò đây nè. Chuyện bò nha. Bò không được cố bê thì chuyện bò nhật. Góc bò nhật. Vừa giới thiệu xin héo chứ quái bò luôn. Bò gì ở cố phụ nhớ. Đô không sao biết vậy. Bò Huế mà không cho bún ra miếng á. Bún có đâu, treo cho mấy bạn thịt chó thôi. Hùng nói với mọi người là bún Bò Huế nhưng mà miếng. Cảm ơn. Ngon. Ngon. Cái rồi mà quay con bây giờ mình ăn cái nên là năm sáu rồi nhá, có ba cũng đủ rồi. Nên là mình phải một tí gọi là... Đây, đây. Cuộc chiến của Hùng. Mời. Mới... Ăn cứ thôi ăn như thế này. Mới đang hốc này. Hai bát mà. Ăn thì xin ăn ngon. Ngon đấy. Đang ăn mà quay gì mà quay. À chốt ra, chốt tổ. Ok nha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hôm nay gọi là cơ bản thành công rồi đấy. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Mọi ăn cố tình hút thuốc. Ăn hai tô nữa. Được. Nói chung là đây là hai anh em ấy mới làm về đói nên ăn hai tô. Ôi ngon. Làm gì đói. Ngon ăn nhiều đói đâu. Ok mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.